Cậu và Nam Anh đây. Sáng nay Nam Anh lại tiếp tục đi làm cùng cậu. Và hôm nay Nam Anh có món đồ chơi mới. Đó là con diều hình con cá. Đây cầm cái gì kia? Con cá. Con cá này cá bay phải không? Sang tới văn phòng nhất là Nam Anh đã đòi thả diều rồi. Vì ở văn phòng có một khu sân rất là rộng để cho Nam Anh chơi thoải mái. À có gió này, thả diều. Thả diều, thả diều. Đấy, thả đây. Đấy, con diều bay rồi. Kéo nó rơi lâm đồng đất. Rồi chạy. Rồi kéo lên chạy tiếp. Diều đang bay thì hết gió, vậy là con diều đâm sầm vào cây bồng. Đoạn này là hai cậu cháu đang cố gắng thả lại con diều để nó bay lên, mà nó bay được một nửa nó lại hết gió lại rơi xuống mất. Vậy thôi hai cậu cháu đừng không thả diều nữa. Hết gió rồi phải cuộn đây lại thôi. Rồi cuộn lại con diều rồi. Hai cậu cháu đi vào văn phòng. Anh đã đem con diều tới khoe bác biên kịch, hai bác cháu nói chuyện một lúc. Rồi Nam Anh lại tới nói chuyện với chú Khánh. Rủ chú Khánh ra sân thả diều cùng Nam Anh. Nam Anh biết cá gì không? Cháu biết cá gì không? Cháu biết cá này cá gì không? Cái này là cá vàng. Không chơi được. Cháu phải đi chơi tiếp đây. Hẹn mọi người ở video tiếp theo. Bye bye.